Bây giờ 60 xe chỉ thông báo khách hàng là nó hàng nó đang về ngập trời rồi đấy nha quý khách, về một xe ba gác. Đó. Rồi bây giờ mình vô mình thử con cắt 80 hai nguồn điện xịn hào trên cái súng dài 8 mét miên man này. Mình bán giá này không biết có bị hớ hàng không trời. Rồi bây giờ mình tiến hành mình cắt liền cho tất cả quý khách hàng coi nha. Đó. Rồi. Vô. Nó đang theo dõi mình chắc là nó đang xài máy nén khí bên trong có thấy không? Đó. Không có một cái máy nén khí gì từ ở ngoài cắt vô hết. Giá 13 triệu quá rẻ quá các bạn. Cái máy này nó có ưu điểm cắt thở. Đó, cắt thở thì mình có thể cắt đồ, xếp đồ, giá lên chi đỡ đó. Rất là ngon lành. Rất là xịn hào, đường cắt thẳng băng bắc. Đó, các bạn thấy không? Đây là máy mã số 5. Thì mình sẽ sale cho quý khách hàng giá chỉ có là 13 triệu đồng thôi, mã số 5. Là 13 triệu. Bao ship nha. Cắt 80 của hãng Tenja, hai nguồn điện 220 và 380V. Rồi xong. Quý khách nhớ tranh thủ đặt hàng nha, mình bán quá rẻ luôn rồi đó. Đây. Mã 5 13 triệu. Xong. Mình sẽ lướt sơ qua con 60C nha các bạn nha. Thời gian video nó quá dài à. Đó, mọi người coi kỹ rõ cái trọng lượng của nó xong hết rồi đúng không? 38 kg phải không? Rồi. Rất là xịn hàng. Rồi mình sẽ tiếp tục vô con 60C, mình cũng cân nguyên cái thùng luôn đi nha. Nguyên cái thùng luôn cho nó lẹ đi. Đừng cho nó nhảy nhảy nữa coi. Rồi đó, nếu mà mình đóng hàng đi cho khách hàng mà bỏ thêm đồ, một số đồ tặng vô nữa thì nó sẽ nặng lắm đây. Toàn bộ đồ tặng nè. Đó, mình sẽ bê nguyên đóng đồ tặng, cái đó là đó, trong cái máy nó chưa có. Đây. Bỏ vô. Tính luôn cái đồ này cho theo bét biết là nó sẽ là 26 kg. Vì vậy chi phí vận chuyển nó rất là cao. Đó, đây là đồ mình phần mình tặng thêm đó. Rồi, cắt 60C là một cái dòng rất là huyền thoại rồi. Đó, mình đang bán 6 triệu 700 ngàn thôi. Đúng ra là có ba cái vận chuyển giờ nó cũng hơi khó khăn này kia thì cũng không có lên giá quý khách hàng đâu. Rồi, khui nó ra. Nói khách hàng ha. Rồi, phụ kiện bên trong của nó nè. Súng AR nè ha. Điều áp nè ha. Bố E nè ha. Một cái ống khí nè, sơ đồ Sima nè. Rồi, kéo nó ra. Rồi, bây giờ còn lại thì mình cân cái phần không của nó thôi. Thì nó là bao nhiêu ta? Đây, nó rất xịn hào ha. Rồi, em nó là một thời quý khách đang trông đợi. Ai đang trông đợi và cắt 60C mập lùng mang kiến đen này thì hôm nay mình bằng video này mình thông báo với tất cả quý khách hàng rằng là các 60C em nó đã về rồi. Thì làm gì làm thì mình cũng báo giá 6 triệu 700 ngàn. Sẽ bao gồm các phụ kiện sau đây. 6 triệu 700 ngàn sẽ bao gồm các phụ kiện sau đây. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi nha. Đây. Để chung kế con 80 luôn cho mọi người coi cho nó đẹp. Rồi. 10 bộ bét AG60. Một cái đồng hồ điều áp để xài khí từ bên ngoài. Trong video này chắc có lẽ mình chỉ cắt sơ cái khí bên trong cái. Một cái kiến này vừa hàng vừa cắt. Nhưng mà trong chương trình này mình cũng quyết định mình sell. Là mình sẽ lấy cái này lại. Cái này nó rẻ thôi, cái này trị giá có 50 ngàn thôi. Nhưng mà mình sẽ tặng vô cái hàng hôm nay là một cái kiến này trị giá tới 150 ngàn lại. Đó, đây gọi là sell nè. Cắt 60C sell giá 6 triệu 7 tặng thêm cái kiến này. Rồi. Hai đôi bao tay chống cắt. Một cái ống dẫn khí này để xài khí ngoài. 3 mét kìm hàng, 2 mét kẹp mát. Xịn hào. Cáp 100% dây đồng. Rồi. Cái này mình để ngoài, mình không bỏ vô để hồi mình test. Cái đồng hồ điều áp này nãy là trước khi mình quay phim mình đã đấu sẵn rồi. Cho nên không có phải là cho quý khách hai cái đồng hồ điều áp đâu nha. Này, đồng hồ điều áp này của máy mình bỏ vô.
nhưng mà mình đã lắp sẵn cho để quay phim á, cho nên là quý khách chỉ có một cái điều áp thôi. Đây là cái bộ e mình sẽ dặn vô luôn để mình tiến hành mình cắt thử liền con máy này cho tất cả quý hàng coi. Máy sử dụng điện một pha, cái Sima của nó nè, và có cho thêm cái lọc dự phòng, sách hướng dẫn sử dụng và lọc dự phòng, vài cái cổ dê, hai cái con ốc M5 này để mình bắt cái điều áp ở phía sau á. Rồi, ống này để mình xài, cái này mình thâu lại nha, hôm nay mình làm chương trình khuyến mãi, mình sẽ tặng cái này. Nhớ cái này nha, tặng thâu lấy cái này lại, mình tặng cái nón này. Rồi, xong, đó là toàn bộ cái chương trình sale này hôm nay. Đây là máy mã số 6, cắt 60C. Và kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền nha. Hôm nay là mình quay trở lại vào ngày cuối tuần, ngày thứ Bảy, ngày 17 tây tháng 6 năm 2023. Chúc tất cả cả khách hàng ở khắp muôn phương có một ngày cuối tuần thật là đẹp, thật là bình an. Và cảm ơn tất cả mọi người đã thương mến, tin tưởng, ủng hộ đặt những cái máy cắt 50 tên da tặng nón, cắt 50 tên da. Và đây là bát sai. Rồi mình cũng rất là vui mừng thông báo với khách hàng rằng là cắt 60C tên da là dòng máy cắt lết ma sử dụng máy nén khí bên trong. Nó do công ty Vĩnh Phong nhập khẩu trực tiếp đến từ thương hiệu Tenja, sử dụng là máy có nén khí nó tích hợp sẵn bên trong nè, rất là xịn hào, đã về đủ để cung cấp cho khách hàng ở khắp muôn phương. Có nhiều khách hàng là không có thích người mẫu, nó nhiều anh là sợ vợ la đó, cho nên là thích dáng mập lùng mang kiến đen, thì đáp ứng nhu cầu đó. Hôm nay trên Máy Hẹn Quyền cũng về được một xe ba gác một ít, thì trong video hứa là quý khách hàng hôm nay mình sẽ tiếp tục sale trong cái chương trình ngày hôm qua còn dở dang do cúp điện, thì mình sẽ quay trở lại sale tiếp theo. Và phần 2 của video này sẽ là review giới thiệu về cắt 60C mập lùng mang kính đen và cắt 80C sử dụng hai nguồn điện cũng mập lùng mang kính đen, và đồng thời con này cũng dán người mẫu nè, sẽ có tích hợp máy nén khí bên trong. Để tránh mất thời gian dông dài thì quý khách hàng nào mới vừa lướt kênh YouTube Máy Hàng Em Quyền, vui lòng nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha, nhấn vào thẻ chuông để nhận được những video mà mình sẽ post lên hàng ngày. Thì không tránh mất thời gian dông dài nữa, mình sẽ quay trở lại những cái phần mà ngày hôm qua mình chưa test được. Quay trở lại, chúng ta sẽ có cái máy mã số 1 ngày hôm qua, là một con máy cắt Lasma của hãng Bắc Sai Đức và sản xuất tại Trung Quốc. Và bây giờ mình sẽ, đây là máy mã số 1 của ngày hôm qua, và bây giờ nó cũng sẽ là mã 1 của ngày hôm nay. Vô, mình sẽ khui em máy cắt Lasma. Nếu như quý khách đang mua một con máy Lasma mà cắt 40 trên thị trường, giống như con cắt 40 da xích L3207 đó. Đây, máy của nó nè. Mình sẽ khui nguyên hình nguyên dạng nó ha. Sách hướng dẫn nè. Rồi. Bên trong thùng nè thì nó sẽ cũng sẽ lấy ra nè một cái đuốc. Đuốc cắt Lasma, một cái cọng kẹp mát như thế này. Thì một con máy cắt 40 trên thị trường á quý khách, nó đang hãng da xích nó đang bán 5.3 triệu. Nhưng mà do tình hình là khủng hoảng kinh tế châu Âu, vì vậy mình sẽ bán cái lô này với một cái dạng giống như là sale vậy đó. Thì nếu mà quý khách mua con máy này thì không, máy này nó có khả năng cắt được á. Đây, mút của nó nè, thùng bọng của nó nè. Đấy ra. Đây, cộng dây điện nguồn của nó nè, rất nhìn nè. Máy mới 100%. Máy này mình vẫn bảo hành cho quý hàng là 2 năm trời. Đây, rất là xịn hào. Đây, mặt bên hông là bắt sai, có độ dài mình review luôn. Hai, này cả tầm 3 tấc, chỗ dài nhất là tầm 3 tấc rưỡi, 2 tấc nè. Bên này tấc 2 nữa, 3 tấc 2 thôi. Chỗ ngắn nhất là 2, chỗ ngắn nhất là 108. Bề ngang của con máy này nó siêu nhỏ luôn, khoảng chừng 1 tấc mốt. Đây, chỗ này là chỗ để bắt súng Lasma. Đây là máy mã số 1, có khả năng cắt được là từ 10 ly. Đây nè, trên thông số của em nó nè, rất để ý này nha, nó sẽ cắt được 3 ly. Đây, 3 ly cho đến 15 ly, mà 15 ly này thì nó là cắt không có đẹp, nó chỉ là cắt đứt thôi. Còn bên này là cắt đứt đẹp là từ 10 ly đổ lại. Rất là tuyệt vời. Đây là CMC, công ty trách nhiệm hữu hạn là CMC, là thương hiệu của công ty này là Bắc Sai. Rồi, đây là máy mã số 1. Bên sau của nó có cái đính sẵn một cái đồng hồ điều áp như thế này. Và mình chỉ cần kết nối cái đường này vô và mình
mình sẽ là gắn máy nén khí vô bên này thì mình sẽ trở thành một con máy lắp ma giá rất là rẻ. Đây là máy mã số 1. Nếu quý khách hàng mua riêng, mua một mình nó thôi thì mình sell cho quý khách hàng giá 3 triệu đồng bạc. Ha quý khách hàng ha. Có khả năng cắt là ngon lành luôn. Đây mình đang có chuẩn bị một miếng dày dày này. Chút mình cắt cho quý khách hàng coi luôn. Rồi, phụ kiện nó sẽ cho theo là một cái đuốc lát ma BT31 như thế này. Đó. Rồi mình dặn súng vô luôn. Nếu quý khách mua riêng cái mã này thì mình sẽ bán 3 triệu đồng. Rất là xịn hào luôn. Rồi dây điều khiển mình sẽ gắn vô nè. Nghe cái này nha. Rồi xong luôn, gắn nhẹ vô. Dây điện nguồn thì dài miên man rất là xịn hào nè. Thôi mình để zin đi ha cho mọi người coi cho nó gọn nha. Rồi cắm điện nguồn. Rồi mở nguồn, mời tất cả mọi người nhìn, nó sẽ báo cái đèn nguồn chỗ này nè. Báo nguồn lên cho ta. Đó, đây. Đó, mình làm xong xuôi rồi. Bây giờ nếu mà quý khách xài cái máy nén khí bên ngoài thì chỉ cần cấp máy nén khí vô thôi. Đây, có đường máy nén khí nè. Mà khách thấy không? Đường máy nén khí nè, cấp vô. Cấp vô. Rồi, mình sẽ cắt liền cho tất cả quý khách hàng coi liền. Ở sau này thì mình phải cần chỉnh cái điều áp. Mọi người kỹ, nhìn kỹ nha. Đây. Nó mình sẽ nhổ này lên để mình chỉnh áp. Nhổ em nó lên, nhổ, chỉnh áp tăng lên chút đó, tăng lên nè. Rất là xịn hào, đồng hồ nó cho theo cũng đẹp nữa. Tăng áp lên, tăng áp lên. Rồi, vậy là xong đó hết, lên tầm này là mấy đây? 6 kg. Nhưng mà mình bóp cò sao cho nó tuột xuống 5 kg là được. Đó, vậy là ổn nào hết. Bóp cò. Bóp cò. Bóp cò giữ cò mà áp nó lên vậy là được. Rồi, xong. Mua máy này là máy mã số 1 mua riêng. Nếu mà mua cái máy y vậy không thôi. Ai chỉ có nhu cầu cắt lát ma mà giá rẻ mà gọn thì nên mua con máy này. Mình bán sale chỉ có 3 triệu đồng thôi. Còn nếu quý khách hàng mà mua với một cái con máy nén khí như thế này. Đây, con máy nén khí này là mã số 2. Con máy nén khí này thì mình bán cho quý khách hàng giá bình thường là 2 triệu 450 ngàn. Đó, mình sẽ lấy ra luôn. Máy mới 100%. Do cái giai đoạn này nó khó khăn á, mình phải lập những cái chương trình như vậy. Nói với bạn ha. Đây, đồ này mới 100%. Đó, đây là một cái máy mã số 2. Nếu quý khách hàng mua riêng, đó, ngày qua mình có viết rồi nè. Nếu quý khách hàng mua riêng thì mình bán 2 triệu 450 ngàn. Mã 1 nè, này mã 1. Nhưng mà hồi mình phải sửa lại thành mã 2. Nãy mình nói này mã 1 rồi. Cho nên đây mình sẽ sửa lại thành mã 2. Mua riêng sẽ là mã 2 của ngày hôm nay nha. Đây là mã 2. Mua riêng là 2450. Mua chung với con bên đó đó. Con máy mã 1 nãy mình mới nói đầu video đó là mua chung thì mình bán 2 triệu 350 con máy nén khí này. Còn con máy đó đó là mua chung với con lát ma, con máy nén khí này thì giá sẽ là 2 triệu 700 ngàn. Thật ra ngày qua anh nói 2 triệu 750 á, tụi em nhắc anh không có đúng, nhưng mà lỡ nói sai rồi bây giờ bán sale thiệt luôn, sale thêm một lần nữa. Chứ mình đã cân nhắc trong đầu á là phải 2750 được, mà mấy đứa nhỏ quay phim nó nhắc mình nó nhắc sai. Nó mã 1 nếu mà mua là 3 triệu nha. Nếu mà mua chung với lát máy nén khí, máy nén thì sẽ bán là 2 triệu 750 2 triệu 700k. Làm tròn lại đi, 2 triệu 700k mua chung với máy nén khí. Còn máy nén khí mua riêng thì 2450. Máy lát ma mua riêng là 3 triệu. Đó, rất là xịn hào. Rồi bây giờ đầu tiên mình để tránh mất thời gian dòng dài á, thì mình test cái máy nén khí của công ty mình đang cấp vô nè, thấy không? Trong thời gian để mình cho cái máy này nó chạy thì mình sẽ sử dụng cái máy nén khí sẵn lớn trong công ty đang cấp vô. Sau đó mình sẽ sử dụng cái máy nén khí này để cho quý khách thấy là nó sẽ cắt lát ma ngon lành như thế nào nha. Giờ mình gắn cái bô e cho nó bơm cái. Khách nhìn ở bên này là cái chỗ để gắn bô e của máy nén khí nè. Gắn cái chỗ này để lọc gió mình sẽ gắn vô. Đồ nó cho theo trong cái bịch đó. Đó, mình đang lấy ra mình gắn vô nè. Nên mình gắn này vô và mình sẽ cho mở điện cho nó chạy. Thôi cái này ha. Mình sẽ rồi. Trong thời gian mình đang sử dụng cái máy nén khí của công ty cấp vô cái máy cắt lát ma mã 1 giá 3 triệu. Thì mình sẽ chờ cho máy này nó nén đầy lên. Thì mình sẽ tiến hành là sử dụng chính cái máy này mình cắt cho tất cả quý khách hàng coi luôn. Thôi cái này ha. Trung ơi Trung. Em lấy giùm anh cái bộ ngày qua với cọng dây Trung.
em lấy ra hết trơn vậy. Cái bộ cộng dây với cái máy này nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho máy này nó chạy nha quý thầy nha. Ủa nó chạy được nè. Lâu rồi ta. Đâu có bán này thường nó lẹ đi. Rồi bây giờ vô nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho máy này nó chạy hết cái thằng ha. Rồi sau đó mình sẽ kết hợp máy này với cái máy mã 1 cho nó chạy. Vô. Đây là toàn bộ phụ kiện của em nói nè, bánh xe. Để cho đầy đủ hết nha quý thằng nha, hai cái bô e. Đó. Do mình chưa bắt cái bánh xe đó, nó hơi chạy tưng tưng, kệ nó đi ha quý thằng nha. Đợi nó bơm đầy á, máy này tua nhanh. Nó bơm rất là nhanh, trong vòng 5 giây sẽ đầy. Thì mình sẽ sử dụng cái máy nén khí trong công ty mình cắt con lát ma này. Mời tất cả quý thằng theo dõi. Đây. Dục cái này qua bên đi. Rồi, mình sẽ kẹp mát vô. Miếng này là dày 8 ly. Rồi mình sẽ tiến hành cắt miếng 8 ly cho tất cả quý hàng coi liền nha. Mời tất cả mọi người coi nha. Trên cái súng BT31 dài 5m miên man xịn hào này. Đó, mình đang sale rất là rẻ. Mời tất cả quý hàng theo dõi nha. Vô. Sửa nó lại để nó hư súng. Để mình sửa lại để nó cắt vô cái súng của quý hàng ủ lắm. Sửa lại. Vô. Để thấy sức mạnh vậy đó. Mạnh khủng khiếp không đó. Mình đang cắt vô cái miếng sắt này. Không có đẹp đâu. Cái này là hàng cờ lưa này nè đó. Một con máy mà bán 3 triệu đồng như vậy nó quá rẻ quý khách à. Ngắn rồi để mất thời gian nữa rồi nha. Tránh mất thời gian lâu dài mình cắt rất ngắn luôn nha. Đó, rất là xịn hào, 8 ly cắt re 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 luôn. Rồi trong lúc mà mình đang cắt bằng cái máy nén khí trong công ty. Đó, máy này nó có chức năng khí ra sao set up sẵn bên trong. Nè quý khách nhìn nè, đó, khí nó vẫn tiếp tục ra nè. Đó, để làm mát bếp. Đây là chức năng máy nén khí có sẵn bên trong. Khí ra sao tích hợp sẵn bên trong. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành xài cái máy nén khí này. Quý khách theo dõi kỹ nha. Rồi mình sẽ gắn cái khớp nối nhanh này vô thật là lẹ. Đầu ra nè, gắn lẹ vô đây nha. Mình đúng ra phải gắn có cao su non nữa, nhưng mà để tránh video nó dài. Đó, mình bán cho khách hàng 2450. Mình tặng cái cục này luôn nha. Ra 3 chia, một chia để sơn, một chia để bơm xe, một chia này để vô lát ma. Đó, mình tính toán sẵn cho quý khách hàng hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cọng dây. Cọng dây này mình cũng sẽ tặng cho quý khách hàng luôn để mình xài với con máy lát ma này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nhả đường khí bên trong công ty ra nha. Quý khách để ý từ đầu tới đít nha. Nhả ra. Rồi bây giờ mình sẽ lấy đường khí của cái máy nén khí. Mình đang sale mã 2 nè. Thấy là không? Đó, mình gài vô. Mở đường khí này ra. Rồi. Đây, áp của máy nén khí nó đã lên đây nè, quý khách nhìn nè. Đó, mình để nằm cho mọi người coi cho nó lẹ luôn đó. Đó, đây là áp mới bơm đầy rồi. Rồi, bây giờ mình lật lên cho nó đẹp video ha. Rồi, sau đó mình sẽ gài vô. Đây, đây là đường máy nén khí từ cái máy này đưa qua con Bắc Sai 40. Đó, quý khách mua cặp máy này nó quá rẻ. Thật sự rất rẻ luôn. Nè, áp của em nó, quý khách cũng coi lại lần nữa nha. Đó, áp lần này là nó sẽ xài của cái máy nén khí màu đỏ đưa qua nè, dây xanh nè. Đó. Đó, dư sức áp ha quý thằng ha. Rồi, tiến hành cắt một đường nữa. Đó, cho nên quý khách mua cặp máy này nó quá tiện lợi đi. Một con lát ma 3 triệu đồng bạc. Thì bây giờ mình mua con máy nén khí này nó rẻ, nó mua chung á là cộng lại 2350 cộng với 2,7 triệu, tính ra cái một cặp máy như vậy còn có 5.050.000, quá trời rẻ luôn á. Quá trời rẻ luôn các khách. Giống như mình mua con máy 60C này là nó có máy nén khí bên trong nè. Thì giá mình đang bán 6.700.000. Nó mua con cặp máy này rất là rẻ luôn. Cho nên quý khách nên tận dụng cái cơ hội giai đoạn kinh tế đang khó khăn, mình sale như vậy nè. Để mọi người sẽ có cái lợi rất là nhiều. Rồi, chúng ta đang sử dụng cái máy nén khí của mình luôn nè. Đó, quý khách thấy không? Máy nén khí để rất rõ đây nè. Dây màu xanh đang cắp qua nè. Đó. Đây. Rồi mình tiến hành cắt nha, mọi người coi kỹ nha.
Rồi tiến hành cắt liền, mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Vô. Đó, đây là cái máy nén khí nó đang chạy đó. Máy nén khí mình bán cho quý khách hàng nó dư lực, dư sức để cắt lá ma máy này. Quá khỏe luôn á quý khách, mua con máy này là ngon lành. Em nó đang cắt bằng cái máy nén khí mình đang bán mua chung á. Em nó đang chạy là và đang cắt miên man rất là chuẩn nào. Đó, rất là thế nào luôn. Rồi xong. Đó, đây là có khí ra sao sẵn rồi. Xong hết rồi ha. Đó, mình đã thực hiện và trả nợ lại tình xa. Một cặp máy rất là rẻ, mua riêng 2450 là máy nén khí mã số 2. Mã số 1 là con cắt lát ma 40 xịn hào của hãng Bắc Sai, thùng bọng đầy đủ tại chỗ này. Đó, quá rẻ. Cho nên quý khách tận dụng cơ hội này. Máy mới 100% và mình cũng bảo hành của bác sai này là 2 năm. Và đồng thời mình cũng thông báo khách hàng luôn ha, thì máy bác sai 120A tặng với cái nón Tenza. Mà cái nón Tenza này đang bán giá là 250.000 bao ship khắp muôn phương. Nó y chang cái nón mình đang ưa đội hàng ngày đó. Cũng rất là tốt, mình đang sale cái này. Nón này là 250.000 cũng bao ship. Nó loại này mình quý khách hàng nào mua rồi là thích à, mua rồi là sẽ quay trở lại, mua rồi là quay lại mua và rất là cho phản hồi rất là tích cực. Thì bác sai mình cũng nó rẻ lắm nha. Ngày qua mình nói về cái con Ares đó quý khách, một cái con máy Ares mà nó bằng với công suất của máy này mà nó bán 2.2 triệu, trong khi đó con này cũng 120A và kết cấu còn ngon hơn, giá chỉ có 1.2 triệu và được tặng với cái nón này. Còn nếu quý khách hàng mua cái nón này không thì giá nó sẽ là 250.000. Đó là cái nón này mình bên hôm nay nó sẽ là cái nón mã số 3. Tại vì đúng ra bữa nay mình sẽ tập trung vô con 60C nhưng mà do hứa với khách hàng rồi, buộc lòng phải làm cái video sale tiếp đó chứ. Chứ không phải là ấy đâu. Đúng ra phải tập trung 250k. Rồi. Bắt sai này thì là 1.2 triệu. Nó tặng với cái nón này. Đây là cái mã này là mã số 4, mình dán chung vậy đi cho dễ hình dung. Mua một cặp này. Đây. Đây là cái mã khuyến mãi số 4. Mã 4. Bắc Sai 120. À. Tặng nón xịn hào. Tặng cái nón này nè. Trị giá 250.000. Thì tính ra con máy này thực nó quá ngon luôn, quý khách thật sự luôn đó. Đây. Mã 3 nè. 250.000. Mã 1 là con máy lát ma 3 triệu. Mã 2 là con máy nén khí 2.450. Rồi bây giờ mình tiếp tục lỡ rồi, mình lấy máy mới mình sell luôn mới ghê chứ. Thì đây là con máy Tenza mình vừa về. Đây mình sẽ cho nó sẽ là mã số 5. Mã số 5 là con máy Tenza lần đầu tiên xuất hiện trên kênh máy hàng em Quyền. Rồi, thùng bọng của em nó đây mình sẽ lấy liền. Mời tất cả mọi người coi về dòng máy đó. Nặng quá, xách qua đây coi. Đây. Thì mã đầu tiên trong chương trình sale tiếp theo ngày thứ 6 ngày hôm qua thì mình sẽ tiếp tục nhấn mạnh về dòng máy cắt có chỉnh tốc sử dụng đá cắt 100 của hãng Meltan. Đây là dòng máy của cái hãng này rất là xịn hào. Họ không phải là một cái tổ hợp, họ có một cái nhà máy rất là lớn và đang muốn xâm nhập thị trường Việt Nam. Vì vậy họ bán cái giá rất là rẻ mà mình cảm thấy rẻ thật lòng đó. Để tránh mất thời gian trong dài thì mình đã mở cái rotor của nó ra rồi. Nó là 100% dây đồng và loại lớn, đồng thời đổ keo rất là chắc chắn đó. Để xâm nhập thị trường này thì họ đang đảm bảo một điều rằng là gì, nhông rồi rotor là rất là lớn chứ không phải nhỏ. Đây, nhông cũng là loại nhông dày. Nó thì đang sale giá chỉ có 350.000 và có tặng cho quý khách hàng là một viên nhám ship và
5 viên đá cắt xịn hào. Tất cả đá này đều cũng là đá tốt, chứ mình không có cho đá tào lao vớ va vớ vẩn. Đây, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vô cắm điện và mình sẽ gắn đầu tiên là một viên đá cắt vô đây. Thì cái máy này thì ruột của nó bên trong nó sẽ bao gồm một cái cặp te để bảo vệ lưỡi. Hai viên, hai cái chổi than và một cái khóa để mình gắn siết đá, đá cắt cũng như là đá mài, hai chổi than, phiếu bảo hành, hướng dẫn sử dụng của hãng Meo Tăng. Nói với thầy một tay cầm phụ. Rồi, để cho nó tránh mất thời gian dông dài thì mình xin phép quý thầy mình sẽ không bắt cặt đe. Có thể nói là nhiều người vô sẽ nói là sao mình làm ẩu nguy hiểm, nhưng mà không sao, mình làm nó cũng quen rồi, cho nên mình cắt thử đường hai đường nó không đến nổi đâu. Nói với thầy rồi mình gắn viên đá cắt vô, mình làm cũng nhanh. Đây là quý khách tranh thủ nha, tức là rất là lâu mới có một cái dịp mình mua đồ rẻ vậy. Cái máy này nó nặng là 1,8 kg á, 7,8 kg gì đó, ngày qua cân rồi đó quý khách. Nhưng mà qua cúp điện đó rồi mình làm nó hơi dở gian gian đó. 5 viên đá cắt xịn hào, 1 viên nhám xiếp đó. Rô to ta to của nó là loại lớn và có độ keo, cho nên mình không có mở ruột nó ra. Nhà máy nó có đưa sẵn cái ruột vậy. Tất cả quý khách hàng nhìn, nếu mà nhận cái máy mở ruột ra không đúng như vậy thì quý khách được quyền trả hàng. Và trong vòng 6 tháng nó có trục trặc gì thì quý khách hàng sẽ được nhà máy này nó sẽ bảo hành đầy đủ đàng hoàng. Nha quý thầy nha, rồi mình sẽ cắm điện em nó vô. Cắm. Tốc độ đang rất là nhỏ nè. Số 2 nè, chạy chậm nè. Đó, quý khách hàng nghe cái tiếng vậy là có một cái anh khách ảnh không có hiểu. Tức là do cái nhông nó lớn thì khúc đầu á, giai đoạn đầu nó sẽ hơi kêu rạo rạo vậy thôi. Nhưng mà một thời gian sau mọi thứ nó vô nhịp nhàng thì nó sẽ rất êm. Và mình cam đoan rằng con máy này nó đang sản xuất gia công hãng này nè, nó gia công cho hãng Deston luôn nha quý khách hàng nha. Cho nên tại sao quý khách để ý, từ xưa giờ mình đâu có lên YouTube mình nói về cái máy này, nhưng mấy cái dụng cụ cầm tay này, nhưng mà mình cảm thấy mình thích cái anh chủ này. Nó cũng trẻ, mà đứa em này nó trẻ hơn mình 5 tuổi đó. Thì con máy này thì mình cũng sẽ sale là giá 300.000 nè. Cái ruột bên trong của cái máy mài tay ngắn này thì nó sẽ y chang cái tay dài thôi, mà nó không có chỉnh tốc. Thậm chí con máy này nó nhiều người mà để cắt gạch cắt đá đâu là ngon lành, nó gọn hơn. Còn người có nhu cầu đánh bóng thì mua con máy này. Nó đây là máy mài tay ngắn Meo Tăng, ruột thì nó sẽ y chang nhau thôi. Ruột của cái tay ngắn này với ruột tay dài có chỉnh tốc giống nhau, nhưng mà giá thì cái tay ngắn này có công tắc đuôi thì nó rẻ hơn. Thì con này thì mình sale mình chỉ tặng có một viên đá cắt và một viên nhám xiếp thôi. Con máy tay ngắn nè thì chỉ là một viên nhám xiếp và một viên đá cắt thôi. Đó, đây là tay ngắn, công tắc đuôi nè. Này rất nghe tiếng của công tắc đuôi nè. Đó, cái tiếng này nó sẽ ngọt ngào hơn là có chỉnh tốc. Có chỉnh tốc thì nó có thêm cái phần điều chỉnh tốc độ, cho nên là cái tiếng nó có thể khác với thằng này. Nè quý khách để ý nè, nó khởi động rất là mịn màng nè, không có giật cái tay nè, quý khách nhìn tay mình nè. Thấy không? Rất là nhẹ nhàng nè. Rồi, mình cũng sẽ gắn một viên đá vô con máy này để mình sẽ cắt thử cho tất cả quý thằng coi luôn. Không gắn cặt te luôn cho nó lẹ video ha. Rồi, mượn cái khóa này siết luôn hai thằng. Rồi mình sẽ cắt luôn cho tất cả quý thằng coi. Rồi, một thằng. Thằng này nãy siết chưa ta? Hả? Chưa. Mình cũng phải siết này lại nữa chứ. Siết hai thằng rồi. Tiến hành cắt liền cho tất cả quý thằng coi nha. Quý khách nhớ nha, mã tay dài là giá là 3, tay dài có chỉnh tốc là 350. Không bao ship nhưng mà được tặng 5 viên đá cắt và 1 viên nhám ship. Rồi mình sẽ tiến hành mình cắt cái thằng ngắn trước ha, rồi thằng dài sau, rồi mình sẽ tiếp vô cái video về cái máy cắt plasma xịn hào bắt sai mã số 1 đó, đi ngày qua cúp điện với một con máy T-Master ngày hôm qua thất bại. Ngày hôm qua cúp điện nó thất bại cho nên quý khách hàng là không có thấy được cái sự tiện lợi của cái mã số 1 cắt plasma 40 của hãng bắt sai xịn hào đó. Quý khách nhìn cái máy rất là xịn hào luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ cắt
dài đường cho tất cả quý hàng coi nha. Mời tất cả quý hàng coi vô, mình sẽ cố gắng mình làm thật là nhanh. Dĩ nhiên là mình không gắn cạc te thì mong quý khách thông cảm nha, không phải mình ẩu đâu. Vô cắt liền, nó rất là im. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Rồi một em đó. Rồi xong, đây là tay ngắn, giá 300.000, không bao ship nha khách, rất là xịn hàng. Để đây. Rồi mình sẽ thử con tay dài chỉnh tốc, bóp cò nè, bóp cò tăng tốc lên nha, cắt thì tăng tốc lên, nó tăng tốc lên là nó sẽ im, nó không nghe tiếng rạo rạo đâu đó. Rồi cắt, tiến hành cắt liền cho tất cả các thằng coi. Vô, mời tất cả quý hàng theo dõi. Đó, rất là xịn hào luôn á, mình sẽ cố gắng mình cắt cho tất cả mọi người coi. Rất là ngọt ngào, cắt tiếp. Không có đảo trước gì hết á. Nè. Rồi, rất là xịn ha. Ngắt, ngắt, xong. Quý khách tranh thủ đặt hàng nha, cũng có số lượng không có nhiều, và đồng thời á, cái giá nó đang rất là rẻ trong cái giai đoạn khó khăn này, mọi người tranh thủ nha. Tay dài 350 tặng 5 viên đá cắt, tay ngắn 300.000 một viên cắt, một nhám ship và toàn bộ. Đồng thời tiếp theo là có mã là lam xích nè, các khách thấy không? Lam xích thì một cái bộ lam xích như thế này dài, độ dài là 4 tấc thì mình cũng đang sale rất là rẻ. Nếu mà mua kèm với con máy tay dài này thì mình bán một cái bộ này chỉ có 150.000 thôi. Còn quý khách mua riêng thì giá nó sẽ là 200.000 nha quý khách hàng nha. Rồi đây, mình vô mình test luôn cái máy này ở chức năng là gắn lam xích. Đây là sản phẩm thứ 3 trong chương trình sale tiếp theo ngày hôm nay. Đây là bộ lam xích nguyên đai nguyên kiện của hãng Melton luôn nha quý khách hàng ha. Rồi sản phẩm thứ 4 là một cái bộ cắt gá chuyển carton, mà ưu điểm hơn ở trên Shopee, Lazada, Tiki nó bán á, là nó có bộ support bằng nhựa này để mình gắn vô máy khoan điện nha quý khách hàng, để gắn vô máy khoan điện. Máy khoan điện vẫn kết hợp được với bộ này. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái này ra, mình vô tiến hành mình cắt khúc gỗ cho tất cả quý khách hàng coi. Nó trong phần tiếp theo của video này mình sẽ thông báo khách hàng là cắt 60C có máy nén khí bên trong đã về một xe ba gác sáng nay. Thì tranh thủ sẽ làm video tiếp theo liền. Nhưng mà do cái lời hứa với quý khách hàng á, là hôm nay phải làm tiếp cái phần sale ngày hôm qua, cho nên buộc lòng mình phải làm nha quý khách hàng ha. Đó, mình cắt thử cho tất cả quý khách hàng coi nha. Cái này nó có cái chỗ chứa dầu cũng ngon lắm nè. Đổ vô dầu nó sẽ chảy rỉ rỉ vô cái xích để nó làm mát. Rồi bây giờ mình tiến hành mình cắt cho tất cả quý khách hàng coi nha. Cắt gỗ thì dĩ nhiên nó cắt được cái gỗ lớn nữa, mà thôi mình lụm được cái gỗ này mình cắt cho mọi người coi. Vô đó giờ mình không có cắt máy này, lần đầu tiên mình cắt á. Cắt tiếp nè, đó giờ làm máy hàng không à đó. Nhưng mà hôm nay cũng thấy cũng quý quý ông chủ hãng Melton này cho nên làm giới thiệu đến tất cả bà con, cái này gì nó rẻ rẻ thì mình mua. Rồi xong thì còn một cái nữa là cái bộ gá nè carton thì mình cũng tranh thủ mình làm luôn cho mọi người thấy cái sự xịn hào của nó luôn. Bộ gá chuyển carton này thì giá chỉ có 250.000, riêng cái bộ này thì mình nó nhẹ
cho nên mình sẽ bao ship khắp muôn phương. Rồi lụm một miếng tôn và cắt mấy đường cho tất cả các hàng coi chơi nè. Đây, mời tất cả các hàng theo dõi nha, mình giảm tốc độ đi chạy từ từ chút xíu. Rồi vô, mình sẽ cắt cho tất cả các hàng coi trên cái tôn sống này ha. Vô nè, nhẹ nhàng tình cảm thôi, đi nè, đi. Đó, xong, tăng lên chút xíu nữa đi. Nè, mời tất cả các hàng theo dõi, tăng độ mạnh lên xíu. Nè, cắt nè. Xong cái mã sale của ngày hôm qua luôn, bộ chuyển cắt tôn 250.000 bao ship khắp muôn phương. Rồi, video bây giờ nó bắt đầu dài rồi, xong. Nói với khách tranh thủ đặt hàng nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái phần chính trong phần tiếp theo này. Đây, mã số 5 sẽ là một con máy cắt Latma hiệu Tenja xịn hào của chúng ta, sử dụng hai nguồn điện 220V và 380V nha quý khách hàng. Có chức năng hàn que tích hợp bên trong, cắt Latma hàn que. Con máy này nó nặng như một con trâu, thiết kế rất là đẹp. Đó, quý khách nhìn bên hông của nó nè, nó sẽ che lại cái đường boe, hai cái boe nó nằm bên trong. Đây là một cái đầu bơm, đây là cái đầu bơm xịn hào đó, mình sẽ mở cho tất cả quý khách hàng coi bên trong của nó. Quý khách hàng cần coi bên trong thì mình sẽ trong một cái video tiếp theo nha. Video này thì mình tạm thời là không có mở ruột đâu, video sau đi. Thì đây là máy mã số 5. Đúng bình thường á, mình thấy trên thị trường một số kênh nó đang bán á là giá tới 15.500.000 mà cái hãng kia là không có bằng cái hãng này đâu. Này là có chức năng hàn que và cắt Latma là 80 ampere, sử dụng điện một pha. Đó, nó che chắn lại rất là đẹp. Đó, đây, máy nén khí tích hợp bên trong hay. Nó giống như một con máy bên kia đó khách. Nó có hai cái cục boe đó thấy không? Rồi, bên ở phía sau nó thì nó xài điện là 220 và 308. Thì phụ kiện nó cho theo sẽ là như thế này. 2 mét kìm hàng, 2 mét kẹp mát. 100% dây đồng. Một bộ đuốc B80 xịn hào. Dài bao nhiêu mét miên man đây mình chưa biết nữa, để mở ra coi thử. Rồi, một cái ống dẫn khí, một cái khóa mở bét. Rồi cái gì nữa đây? Một cái bộ hai bộ đầu đực. Này nó cho nó nhà máy nó đâu có cho kìm hàng kẹp mát đâu, nó chỉ cho hai cái đầu đực vậy thôi. Thì kênh máy hạ quyền sẽ cho quý khách hàng một cái đồng hồ điều áp. Đây là cái dẫn hướng để cắt hở. Để mình coi cái súng này dài bao nhiêu mét đây. Cái này chắc dài cũng mấy ta, để hồi mình coi nha cái này, hồi mình coi cái. Rồi, súng xịn hào luôn. Thì bình thường á, mình vừa về cái loại này, đúng là hôm nay mình tập trung vô cái máy 60C, cuối cùng lại đi vô, mình cho con này là mã số 5 luôn nha. Mình sale cho quý khách hàng giá 13 triệu đồng thôi, 13 triệu đồng. Bây giờ bao ship nổi không ta, bao ship khắp muôn phương hả, nổi không ta. Con này nó nặng lắm quý khách ơi. Con này nó nặng cầu, phải cân thử với ta, không có cái cân á. Cái con này không biết nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ đi đấu điện trước đây, hồi mình cân cho quý hàng coi sao đi nha. Rồi mình sẽ đi cắm điện. Đang sử dụng là điện một pha. Đây, mình sẽ cắm điện 220 vào đây. Máy này mình sale mã số 5. Đúng, mới về đúng là mình bán là giá là không có trong chương trình sale, nhưng mà mới về giới thiệu lần đầu tiên thì mình bán sale cho quý khách hàng luôn cho nó vui. Rồi mình mở nguồn lên. Rồi em nó đã được khởi động lên. Máy thì nó có tính năng là sử dụng máy nén khí bên trong nè. Nó ghi chữ EX này, có nghĩa là external gate. Nếu mà mọi người muốn xài máy nén khí từ ở bên ngoài vô thì chỉ việc xài thêm cái điều áp này. Thì cái điều áp này mình có cho rồi, nhưng mà cái điều áp này mình đấu sẵn để mình làm cho video nó đừng có dài ở khách. Cho nên là bây giờ mình chút xíu mình xài tới nó sau nha. Thì máy này bề ngang là tầm 2-3 tấc. Bề dài của nó nè, tức là độ sâu á, 2-4 tấc rồi nè, 5 tấc. Rồi, độ cao của nó nè, 2-4 t
tới tay này là tầm 5 tấc. Máy nó thiết kế cũng dáng thon gọn dễ thương. Rồi mình quên nữa, mình tặng thêm cho khách hàng 10 bộ bét cắt lát ma 5 cái xứ nữa. Giá rất là rẻ, sale rất là rẻ rồi. 13 triệu là quá rẻ. Thực sự rất rẻ luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn quý khách hàng cách lắp súng và mình thử nghiệm ở chức năng là sử dụng máy nén khí ở bên trong nha quý khách hàng ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái thằng súng lát ma vô. Súng lát ma thì chúng ta lắp đây nha quý khách hàng nha. Đây. Mình sẽ tiến hành đưa cái súng lát ma vào đây. Đây là toàn bộ súng lát ma của em nó. Rồi, quý khách chú ý nha. Máy này nó có cắt hở được. Cắt hở có nghĩa là tiếng Anh nó gọi là bylot đó, là khi đó mình để cái mỏ lát ma nó hở ra thì hở so với vật liệu cắt thì nó vẫn phóng lửa suốt. Đây là dây cắt hở hay còn gọi là dây bylot gắn vô. Rồi sau đó mình gắn dây điều khiển hai ruột của nó vô. Cắm vô luôn, xong. Đây là kẹp mát của lát ma, các bác này ha. Kẹp mát của lát ma thì nó đang nằm đây thì mình sẽ gắn kẹp mát lát ma vô. Mình cũng tặng cho khách hàng là 2 mét kẹp mát kìm hàng que. Đây, kẹp mát lát ma mình gắn đây. Xong rồi, phần lát ma đã đấu xong. Còn bây giờ á, kìm hàng que để chi nó trống trơn trống trải mình gắn vô dấu cộng luôn. Gắn chút xíu mình thử chức năng hàng que luôn. Lát ma 60C chắc có lẽ là mình sẽ làm giới thiệu sơ thôi chứ video nó dài quá hết. Rồi kìm hàng que mình để dấu cộng mình để dự phòng đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô tiến hành đấu cái đường khí thông từ ở phía sau để cho mọi người coi. Mình sẽ lấy cái phụ kiện nó cho theo hai cái cổ dê mình đấu thông ở sau nè. Vì mình xài cái máy nén khí trong, vì thế là quý khách có thể coi là mình sẽ đấu nè. Mình sẽ đấu từ bên này thông qua bên kia hai cái đường này. Mình để dài sọc vậy luôn. Nhớ thầy nha, rồi mình đó. Đó mình để vô đây. Đây. Mình sẽ đấu hai này nó thông lại. Mình đang sử dụng điện một pha và mình sử dụng cái máy nén khí bên trong nè. Rồi mình đưa thằng dây này. Này, quý khách nhìn nè, thông vô đây luôn. Đó, hiện giờ mình không có cho qua cái điều áp luôn, mình cho nó đi direct luôn. Rồi, bây giờ mình đã sử dụng được cái máy nén khí ở bên trong cái máy rồi nè. Quý khách nhìn nè, hiện giờ mình đâu có xài máy nén khí gì đâu. Mà quay ra mặt tiền thì mình sẽ là làm liền cho tất cả quý khách hàng coi. Vô, mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Lấy cặp mát lát ma và mình sẽ quất thử một cái miếng này, sắt này dày nha. Đầu tiên mình sẽ cắt cái miếng này là 12 ly, miếng này là 15 ly. Rồi mình sẽ đo và mình tiến hành cắt liền. Giá mình đang sale mã số 5 chỉ có là 13 triệu thôi. Còn bao ship nữa chứ trời, bao ship này không biết còn lợi nhuận không nữa. Mở lên, on off, mở lên. Tắt nó về 00, mình đo miếng này coi nó dày nhiêu ly. Cho mọi người coi nha. 16 ly. Miếng này 16 ly 18. Miếng này nó bán 12, nó ghi 12 ly không biết phải không ghi. Đúng rồi, 12 ly 4. Để mình chỉnh cái máy này, cái thước lại cho nó chỉnh nha. Đúng rồi, 12 ly. 12 ly 4. Này là 16 ly. 16 ly. Rồi, mình tiến hành cắt cho tất cả mọi người coi nha. Một đường sơ sơ đi. Nó ưu điểm đó là nó cắt hở được. Rồi, tiến hành làm liền một đường cho tất cả quý vị coi nha. Kẹp mát thì mình sẽ di chuyển qua nè. Đây. Kẹp mát em nó vô. Mình sẽ gá kẹp mát ở phía sau đè lên luôn. Đè lên phía trước nè. Đó, rồi. Lấy súng lát ma qua. Súng lát ma này để mình đo coi nó dài bao nhiêu mét ra. Nãy chưa biết nữa, để mình coi. Dài 8 mét miên man á trời. Đúng không? Hả? Ồ, giá vậy bán rẻ quá ta. 13 triệu mà giá là cho theo cái súng B80 dài 8 mét miên man. Nè khách nhìn nè, trời ơi trời. Rồi mình sẽ di chuyển vô trong nha. Dài 8 mét. Dài 8 mét miên man quý khách ơi. Mật qua đó lát ma. Rồi mời quý khách nhìn lên màn hình nha. Đây là cái núm để chỉnh dòng cắt lát ma. Đây là cái núm để chỉnh khí ra sao. Rồi. Mình tắt nhỏ thì khí ra sao nó ít. Nè khách nhìn nè.
rất là xịn nào đúng không? Nó mình tăng khí ra sao đi. Đó, máy nó đang bơm, nó tự bơm luôn quý khách thấy không? Rất là xịn nào. Rồi mình sẽ tiến hành vô cắt liền cho tất cả quý khách hàng coi. Để tránh mất thời gian video thì có lẽ là mình sẽ làm nhanh nhanh đi cho mình nợ lại, mai mình làm video nó đàng hoàng lại chút. Hai máy luôn, 60C luôn. Vô. Mình cắt một đường này thôi. Vô nè. Đây là mình đang cắt miếng 16 ly nha các bạn, trên con máy cắt lớp 80 sử dụng máy nước tiết từ bên trong. Qua cái lỗ này, nó đi qua cái lỗ, rồi điện một pha của mình nó chịu không nổi, nó nhảy CV luôn, nó mất tiêu rồi. Phải nó nhảy CV không? Kéo lại mà nè. Đó, mình cắt cái mình để ổ điện nhỏ quá nó nhảy CV. Tiếp tục mình cắt nha các bạn nha. Rồi, sẽ bẻ này ra đi. Do nãy nó mình đang cắt nó nhảy CV. Đó, rất là xịn hàng, các bạn thấy không? Đó, đường cắt nó đã cắt ra rồi. Nó mình làm lại đường nha, mình không gắn bay lót đâu. Do cái này nó đang dính dầu nó xét á. Rồi mình sẽ cắt hở bằng tay mình nha. Mời tất cả các hàng theo dõi nha, làm lại đường nữa nè. Đó, đường cắt 18 ly nó ngọt sơn sớt rồi nè. Đó, mình đang xài máy nén khí là từ bên trong. Tiến hành làm một đường, mời tất cả các hàng theo dõi. Vô. Rất là xịn hào đó nè, đó. Đó, xong. Rất là gọn băng bắt luôn. Nãy giờ mình đang đấu bên trong không mà. Máy này sử dụng hai nguồn điện nha quý thằng ha. Hôm nay về thời gian nó dài rồi, bây giờ mình quay vô đây mình cũng sẽ cố gắng hết sức mình làm một cái đây là mình dọn cái này vô cho nó trống chỗ, mình bưng con. Mình sẽ bưng cái con máy là 60C xuống, mình nói sơ cho tất cả các hàng coi. Đây là hàng nguyên đai nguyên kiện do công ty Vĩnh Phong nhập về nè. Mọi khách hàng 60C, hãng tem da. Rồi mình làm đổ mấy cái đồ này hết trơn. Để mình tắt cái nguồn của con máy 80 này nha quý khách hàng nha. Đó, rất là xịn hào nè, quý khách nhớ lại con 80 này cái đi nha. Đây. Nó nặng như con trâu. Rồi mình sẽ lấy cái cân, mình cân cái cho mọi người coi, nãy hứa mà chưa làm. Cân cái nha, coi nó bỏ đây nó cần bao nhiêu ký. Cúp điện nguồn cái đi nha, rút điện nguồn nó ra, thâu dây thâu cổ lên cân cái. Mời tất cả các hàng theo dõi nha, nó nặng dữ lắm á. Tại nhiều khách hàng cứ đòi cân thôi chứ thực ra một con máy mình phải mua loại tốt đó. Nó tặng cái nón đó đó, hai cái hàng ha, thâu cái này lại. Rồi bây giờ sẽ gắn, trong thời gian này thì mình sẽ gắn súng cắt lát ma AG60 dài 5m miên man này luôn. Mình gắn vô nha. Rất là nhiều quý khách hàng đang trông chờ cái máy này nè. Rồi gắn súng lát ma vô. Nó đúng ra mình khui hết cái bầy đó ra mà trễ rồi. Nghĩ là mình khui con thôi. Mình thông báo quý khách hàng là hàng đã về thôi. Rồi phần lát ma mình đã gắn xong. Nói quý khách để ý đó, thì cái máy này nó có tới hai cái biến áp đó. Đừng có sợ. Cắt 60C là dòng nó thấp, dòng có 60 à. Áp nó cao. Còn bên này là bộ phận hàng que, là một cái biến thế riêng. Dòng nó cao, áp nó thấp. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái kẹp mát của thằng lát ma vô cái màu đỏ nè. Kẹp mát của lát ma sẽ gắn vô màu đỏ. Đây là gắn vô biến thế của lát ma nè. Đó, thấy không? Rồi xong. Kìm hàng que thì mình sẽ gắn ở bên phần màu đỏ của kìm hàng que mình gắn sẵn đây nha. Đó, thì con máy này... hôm nay mình bán 6,7 triệu và mình cũng sẽ tặng cho cái hàng cái kiến như thế này. Thay vì phải tặng cái kiến vừa cắt vừa hàng thì đợt này mình khuyến mãi luôn.
cho nên bán 6 triệu 7 giá vẫn như cũ và bao ship khắp muôn phương, nó nặng như quỷ vậy đó em hết. Rồi xong súng rồi, mình đã đấu xong hết rồi nè, kẹp mát nè, mình để anh bàn hết rồi ha. Rồi mình sẽ cắm điện vô, đây là dây điện nguồn dài miên man của nó nè, dây này dài tầm 1,5 mét thôi, nó không có dài miên man lắm. Rồi mình cắm điện nguồn vô 220, cắm vô và mình cũng sẽ đấu cái cọng dây để nó thông hai cái đường khí qua lại ha các bạn ha. Nó làm phải tranh thủ nãy dục hai cái cổ dê đồ nó cho đâu mất tiêu rồi. Đây mình sẽ tranh thủ mình đấu nó vô ha các bạn ha. Rồi, tranh thủ đấu tốc độ vô. Mình lấy hai cái cổ dê mình đấu thông hai ống này lại. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Đường này là cái đường của cái máy nén khí. Đường này là cái đường của máy nén khí, bên trong nó cấp ra đây nè. Đó, cho nên mình sẽ cấp này, mình xiết này lại. Xong. Rồi, mình sẽ cho cấp khí vô để chạy ra đầu súng là đường này. Rồi, xiết lại. Và mình cũng sẽ tiến hành mở nguồn cho tất cả mọi người coi luôn nha. Rồi, mở nguồn. Đèn nguồn đã sáng lên và mình di chuyển lên phía trước mình thử dài đường cho tất cả quý khách hàng coi liền. Rất nhanh ha quý khách hàng ha. Rất là xịn ha. Rồi, bây giờ mình đang có cái miếng 12 ly nãy mình mới hàng đó. Đó, đây là máy mã số 6 nha. Là mình bán 6 triệu 700 ngàn. Chứ không phải chơi đâu. Rồi, sẽ cắt bằng cái súng AG60 của hãng Tenja trên máy cắt 60C nó cho theo nè. Dài 5 mét miên man. Rồi mình sẽ tiến hành cắt liền cho tất cả quý khách hàng coi nha. Nhìn lên màn hình để mình hướng dẫn sử dụng luôn. Đó, máy rất là đẹp. Máy này thì quý khách biết là mình bán rất là rẻ, có 6 triệu 700 ngàn thôi. Có máy nén khí bên trong nữa. Đây là mình bật vô cái đèn này nè, điều chỉnh kỹ thuật số. Mình nhấn đây là built-in air là đang xài khí trong nè. Kích còn. Đó, máy em nó đang chạy rất là miên man. Đó. Cái này là cái tay nó rung thôi, chứ mình giữ cái đây nó rất là êm. Đó, tiếng rất là êm ha các bạn ha. Đó, rất là êm, êm re luôn á. Rồi, bên này là chức năng 2T và 4T. 2T là phải giữ cò để cắt. Còn 4T là không cần giữ cò. Rồi bây giờ quý khách muốn xài khí ngoài á thì mình di chuyển xuống là external gate. Rồi, di chuyển xuống đây là hàng que. Xuống cái đây nữa là đèn báo lỗi nha. Đèn mà chỗ này sáng là máy đang bị lỗi. Cho nên đừng có mong muốn cái đèn này sáng lên ha quý khách ha. Rồi quay trở lại mở built-in air và ở chức năng 2T và mình sẽ cắt trên cái miếng sắt dày 12 ly này cho tất cả quý khách hàng coi liền. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Vô. Cắt 12 ly. Kiểm tra bét biết đàng hoàng. Rồi, mình sẽ tiến hành cắt liền. Vô nè. Có thấy máy nó mạnh như trâu rồi. Có chuyện nào đó thấy không? Chắc 12 ly ngọt tươi sớt luôn. Đó, các bạn theo dõi mình cắt con cắt 60C nha. Đó, rất là xịn hà. Cái đấy mình cắt 12 ly ngọt sơn sớt luôn. Đó. Đó, khí ra sao vẫn chạy miên man. Em nói gì vậy? Em có nói gì không? Rồi xong. Bây giờ video dài lắm rồi. Bây giờ mình sẽ thử qua chức năng hàng que sơ cái này ha. Di chuyển cái kẹp mát qua bên này. Mình sẽ nợ lại đi. Mình làm video kỹ hơn vào tuần sau đi. Thứ hai di chuyển xuống chức năng hàng que. Rồi mình sẽ làm thử một cây que cho tất cả quý khách hàng coi. Mình chỉnh lên 170A đi. Rồi tiến hành đốt một cái que cho mọi người coi nha. Rồi mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Gắn vô kìm hàng que.
bật qua chức năng hàng que xong xuôi hết rồi, gắn này vô. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đốt chai hả ta? Chứ giờ nó lụm này lên nó mới cắt rớt xuống nóng thấy bà luôn. Đốt chai đi ta. Nó mới rớt xuống này cầm lên nóng lắm. Thôi kệ nó, chơi luôn đi, nói luôn. Rồi mình sẽ tiến hành hàng này vô lại cho tất cả quý hàng coi nha. Mời tất cả quý hàng theo dõi. Vô. Rất là xịn hào, ăn ngay liền. Rồi. Chọc một phát cho nó ăn ngay không phép. Rất là xịn hào. Rồi mình tiến hành hàng đường này cho tất cả quý hàng coi nha. Vô. Máy nó hàng que khỏe ghê luôn các thấy không? Quý đang theo dõi mình giới thiệu dòng máy cắt 60C mới vừa về, dán mập lùng mang kiến đen. Vừa rồi là dán người mẫu, một số anh cũng thích và một số anh thì vẫn thích dán 60C mập lùng mang kiến đen. Thì hôm nay mình về được một xe ba gác. Hôm nay mình làm video ngắn này mình giới thiệu đến quý hàng dòng 60C mập lùng mang kiến đen này vừa về với giá bán là 6.700.000 tặng 10 bộ bét AG60 và đồng thời cũng sẽ tặng một cái khuyến mãi bằng cách là lấy cái kiến hàng cắt lại tặng cái kiến hàng điện tử cho tất cả quý hàng trong buổi chương trình này. Đó, mình thông báo quý hàng là xe ba gác 60C mới về sáng nay, cho nên làm video này để thông báo đến tất cả quý hàng nào ai đang cần dòng máy là mập lùng mang kiến đen thì hôm nay em nó đã về. Nhưng cái hàng hàng que rất là xịn hào, lửa nó rất là khỏe luôn, cắt thì mới vừa cắt xong 12 ly rồi. Bây giờ video thì nó đã quá dài và thời gian thì cũng quá trễ. Mình xin phép là khép video lại đây. Đó, thì đây là máy mã số 5, cắt 80. Hai nguồn điện cũng của hãng Tenja và bên này là máy mã số 6, cắt 60C. Máy này nó nhiều lắm cho nên mình không có viết mã. Mọi người nhớ là cắt 60C mập lùng mang kiến đen đã về ngập kho. Mình xin phép khép video lại đây. Quý khách hàng nào cần 60C vui lòng gọi theo mấy số điện thoại mình để dưới màn hình. Và quý khách nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha. Nhấn vào thẻ chuông để nhận những video mình sẽ post lên hàng ngày. Tuần sau mình sẽ làm lại video hai dòng máy này. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.